Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh truyện audio. Mình sẽ tiếp tục gửi cho các bạn bộ truyện Đại Chu Tiên Lai. Căn cứ công việc cống hiến sẽ ban thưởng chia làm bốn cấp bậc, tầng càng cao pháp bảo trong đó phẩm giai càng cao. Nghe nói trong lầu chữ tiên có bùa tiền dài, pháp bảo thiên dài, ban thưởng cấp bậc đạo thuật. Đương nhiên Loại vật phẩm cấp bậc này sẽ không gửi ở đây. Cầu xin chỉ thị triều đình do hoàng đế tự mình phê chuẩn lại do triều đình phát xuống. Công lao cấp tiền, Lý Bộ ngay cả nghĩ cũng không cần nghĩ, trừ phi hắn một mình chém giết thiên huyến thượng nhân hoặc là u minh thánh quân loại cấp bậc trường lão mà tông đó hoặc là lấy sức một người tiêu diệt phân tông nào đó của mà tông người có thể làm được tất cả cái này không để ý những phần thưởng này người để ý những phần thưởng này lại không có năng lực đạt được nó Lý Mộ không có hy vọng xa vời những thứ này nữa. Nghĩ đến một màn vừa rồi ở sảnh sau, nghi hoặc hỏi triệu bộ đầu. Quận úy đại nhân tự như phi thường thống hận sở Giang Vương. Triệu bộ đầu thở dài lắc đầu nói. Quận úy đại nhân cùng sở Giang Vương có huyết thải thâm kiều, cha mẹ, vợ con hắn đều là chết bởi trong tay sở Giang Vương. Nghĩ đến bộ dáng vừa rồi của quận úy, Lý Mộ mặt lộ về kinh ngạc. Tiểu bộ đầu tiếp tục nói. Quận ủy đại nhân lúc vừa tới Bắc quận là tấm gương cho binh sĩ gặp được chuyện nguy hiểm. Hắn luôn một mình xông lên phía trước mọi người. 18 quỷ tướng dưới trướng sở Giang Vương ở Bắc quận 13 huyện không chuyện ác nào không làm. Bị quận ủy đại nhân ở trong nửa tháng liên tiếp chén giết năm tên. Ngay cả đệ nhất quỷ tướng sở Giang Vương coi trọng nhất cũng bị quận ủy đại nhân đánh hồn tiêu linh tán. Không ngờ được quận úy còn có chuyện cũ như thế, lý Mộ nhớ tới còn mà men vừa rồi, căn bản không thể mang hắn cùng loại hình tượng dũng mãnh này liên hệ với nhau. Tiêu bắt đầu mật lộ vẻ đầu thường nói: năm tên quỷ tướng bị giết, Sở Giang Vương giận dữ tự mình ra tay giết cả nhà quận úy đại nhân. Từ đó về sau, đại nhân liền biến thành bộ dáng bây giờ, hắn hận thấu xương đối với Sở Giang Vương, nếu không lấy cung nào chém giết một ác linh của ngươi còn chưa có thể ở phòng Trư huyền chọn lựa tài nguyên. Trong lòng Lý Mộ thở dài, đồng thời cũng nhấc lên đủ cảnh giác. Làm bộ khoái, chức trách của hắn là thủ hộ dân chống khu trực thuộc an toàn, thường xuyên phải liều mạng với đám yêu quỷ tà vật kia. Cho dù là bản thân hắn không sợ, cũng phải đề phòng bọn hắn hạ thủ đối với người khác ở bên cạnh đề cao thực lực của bọn liễu hàm yên cùng vãn vãn là việc lửa xém lông mày hắn từ cửa huyện nha rời khỏi trong một đoạn thời gian kế tiếp tương đối dài công việc của lý mộ chính là điều tra bí ẩn của lầu xanh tên là xuân phong các kia vì không khiến người ta chú ý hắn sẽ không cần đến nhà môn nữa lúc từ phố sau vòng đến phố chính đi ngang một cửa hàng trang sức Lý Mộ do dự một chớp mắt đi vào mua một cây châm nữa. Sau đó hắn đi chợ rau, mua móng giò vãn vãn thích, gà nướng tiểu bạch thích, mang về theo về nhà. Liễu Hàm Yên hôm nay bất ngờ không ra ngoài, nhìn thấy Lý Mộ kinh ngạc nói. Hôm nay sao sớm như vậy? Hôm nay nhà môn không có việc. Lý Mộ đặt đồ ở trong phòng bếp hỏi. Người không đi cửa hàng. Có Trường Sơn sẽ không xảy ra vấn đề gì. liễu Hàm Yên liếc hắn nói, với lại không phải ngươi bảo ta trở về sớm một chút sao? Lý Mộ không nói gì nữa, mang cái trâm ngọc kia lấy ra đưa cho nàng nói, cái này cho ngươi. liễu Hàm Yên chưa lập tức đưa tay tiếp hỏi, người bỗng nhiên tặng đồ cho ta làm cái gì? Nàng nhìn Lý Mộ một cái, thấy hắn vẻ mặt như thường trong lòng hồ nghi, hắn rốt cuộc có biết nam tử tặng nữ tử vật phẩm kiều trâm cài ý nghĩ cái gì hay không? Lý Mộ nói, nếu người không cần, ta liền cho vãn vãn. Liệu Hàm Miên rốt cuộc đưa tay tiếp nhận, Lý Mộ nhìn tiểu nha hoàn ở bên lộ ra nét thất vọng, đi qua, cười nhéo nhéo mặt của nàng nói, đường nhìn cũng có của ngươi Hắn từ trong tay áo lấy ra một hộp gấm đưa cho nàng nói. Nhìn xem có thích hay không? Trên mặt tiểu nha hoàn lại nở rộ ra nụ cười, vội vàng tiếp nhận hộp gấm sau khi mở ra nhất thời ngẩn ra ở nơi đó. Trong hộp gấm lặng lặng nằm một cây thoa ngọc. Cái thoa ngọc này chế tắc tinh xảo đẹp đẽ, trên thân thoa khắc hoa văn đẹp, đỉnh chóp là một đóa trâu hoa xinh đẹp phía dưới còn có để tua rua đẹp đẽ. Thấy thế nào, cây thoa ngọc này đều phải so với cái vừa rồi đẹp hơn nhiều. So sánh với cây thoa ngọc này, cái kia của Liễu Hàm Yên chỉ là một cây bạch ngọc bình thường, mặt sau khảm một hạt trâu. Vạn vãn vãn cúi đầu do dự một chớp mắt, cầm cây thoa ngọc đó đi đến trước mặt Liễu Hàm Yên nói. Tiểu thư, cái này cho ngươi, Liễu Hàm Yên cũng nhéo nhéo mặt của nàng nói, đã là của, đã là cho ngươi, ngươi cầm đi. Lý Mộ biết vãn vãn và Liễu Hàm Yên cảm tình rất sâu, nếu không phải Liễu Hàm Yên thu lưu, nàng đã sớm bởi vì cha mẹ vứt bỏ, chết đói nơi hoàng dã, cho nên nàng luôn muốn đồ tốt nhất cho Liễu Hàm Yên. Nhìn thấy cây châm của mình đẹp hơn cô ấy, nghĩ đầu tiên là đối với cô, Liễu Hàm Yên coi nàng là muội muội, trong lòng chính nàng lại vẫn luôn tự cho mình là nha hoàn. Tiểu Bạch tuy hâm mộ Liễu Hàm Yên cùng vãn vãn có quà, nhưng cũng biết ở trước khi nó hóa hình, những quần áo trang sức đẹp kia chỉ có thể nhìn. Sau khi ăn cơm xong, nó liền xuất ruột không chờ nổi trở lại phòng tu luyện. Lý Mộ và Liễu Hàm Yên cùng nhau rửa bát nói. Theo ta ra khỏi thành một chuyến, liễu hàm yên hỏi ra khỏi thành làm gì lý mộ nói Lát nữa người sẽ biết dặn dò xong vãn vãn cùng tiểu bạch ở nhà trong nhà lý mộ và liễu hàm yên ra khỏi cửa nhà trực tiếp rời khỏi thành liễu hàm yên dọc theo đường đi đều chưa nói mấy câu lý mộ biết trong lòng nàng nghĩ chuyện gì giải thích cây châm của ngươi không giống với cây thoa của vãn vãn đâu ta biết không giống nhau Liêu Hàm Yên bĩu môi nói, người thích vãn vãn cùng Lý Bộ Đầu mà, cái gì tốt đều cho bọn họ trước, họ chọn còn thừa mới cho ta, dù sao ta không biết đánh như Lý Bộ Đầu, cũng không như thuận nghe lời như Vãn Vãn, không phải loại hình ngươi thích. Nếu có thể trở lại mấy tháng trước, Lý Mộ nhất định sẽ hùng hằng tát vào mặt mình. Bây giờ, hắn chỉ có thể ho nhẹ một tiếng nói. Thật ra, đó chỉ là nói đùa. Đầu nhi trừ biết đánh hơn người Văn vãn trừ nghe lời hơn người Còn có cái gì so được với ngươi? Ngươi đa tài đa nghệ Lên được sành đường xuống được phòng bếp Lại xinh đẹp có tiền Thiên phú tu hành còn cao Nam nhân nào không thích ngươi Trong đôi mắt đẹp của Liễu Hàm Yên Hiện lên một tia sáng Ngươi thật nghĩ như vậy Lý mộ đưa tay chỉ trời nói Ta lấy đạo tâm thể Liễu Hàm Yên cúi đầu Ai bảo ngươi thà Lý Mộ mỉm cười hỏi. Bây giờ không ghen nữa rồi chứ? Thật là ghen với cả vãn vãn sao? Liễu Hàm Yên đỏ mặt lên, hừ nhẹ nói: Ai, ai ghen? Lý Mộ ý thức được, hắn trước kia nhận biết đối với Liễu Hàm Yên vẫn còn có chút sai lầm, nàng đáng yêu hẳn lên cũng không thua vãn vãn chút nào, mà lấy tiên phú của nàng vượt qua Lý Thanh chỉ là vấn đề thời gian. Lúc trước một mình nghĩ ngừng phách Thật sự là mù mắt chó của hắn Không biết khi nào Hai người đã rời khỏi đường cái Mọi nơi không có một bóng người Nếu là người khác liễu Hạ Miên tự nhiên sẽ không theo họ Tới loại địa phương hoang vắng này Nàng chỉ là nghi hoặc nhìn Lý Mộ hỏi Người dẫn ta tới nơi này làm gì Lý Mộ sau khi xác định Bốn phía không có ai nói Người mà cây trầm kia lấy ra Ta từng nói cây châm của người khác nhau, nhưng không phải như người nghĩ đâu. Liễu Hàm Yên lấy ra cây châm, Lý Mộ tay bắt binh tự quyết, tâm niệm khẽ động, cây châm đó liền từ trong tay Liễu Hàm Yên bay ra, ở không trung bay múa không ngừng, Lý Mộ tâm niệm vừa động. Châm này ở không trung xoẹt qua một màn tàn ảnh, đâm thẳng hướng một cái cây to cách đó không xa. Phốc một tiếng, trên thân trên thân cái cây kia xuất hiện một lỗ nhỏ xuyên thủng liệu hàm yên khẽ hé môi đỏ mọng kinh ngạc nói đây là pháp bảo sao lý bộ triệu hồi cây châm kia hỏi còn có ghen không liệu hàm yên ửng đỏ mặt ở trên hông hắn véo một cái nói không cho nhắc nữa lý tứ tưởng nói thời điểm nữ tử bắt đầu không kiêng kỵ loại tiếp xúc cơ thể này cho dù là ngược đãi cũng nói rõ ràng khoảng cách của hai người đã kéo gần lại một bước dài nếu là một nữ tử không thích ngươi nàng ngay cả nhìn cũng lười nhìn ngươi lý mộ day day thịt mềm bên hông mình trong lòng hơi vui thướng tiếp tục nói ta trước dạy ngươi phép cấm ngôn lại dạy ngươi một chiêu đạo thuật này ngươi ngày thường luyện tập nhiều hơn về sau gặp nguy hiểm có thể ra tay bất ngờ tác dụng của binh tự quyết là dùng cực ít pháp lực thúc giục pháp bảo một thần thông này vốn chỉ có người tu hành thần thông cảnh trở lên mới có thể nắm giữ ngọc trầm của liêu hàm yên so với bạch ất kiếm của lý mộ càng thêm nhẹ nhàng linh hoạt cũng càng thêm ẩn nấp bản thân cây châm này chính là pháp bảo nếu xuyên thấu trái tim hoặc là não bộ người ta có thể làm được một đòn tất sát Mặc dù là người tu hành tụ thần chưa có chuẩn bị, bị châm này xuyên qua chỗ yếu hại cũng sẽ ở nháy mắt tử vong. Liệu Hàm Yên vụng về khống chế cây châm hỏi, cây châm này người từ đâu có được? Lý Mộn nói, ta lần trước chém giết một con ác quỷ dùng công nao đổi ở nhà môn. Liệu Hàm Yên ánh mắt dao động hỏi, Ngươi, ngươi sao không đổi chút thứ khác? Lý mộ chưa trả lời vấn đề này nói. Người truyền tâm luyện tập một chiêu đạo pháp này ta ngay cả đầu nhi cũng chưa có dạy. Ở sâu trong ánh mắt của Liễu Hàm Yên hiện lên một tia vui mừng ngoài miệng lại nói. Người dạy người khác hay không có gì quan hệ với ta? Nữ nhân luôn nghĩ một đằng nói một nẻo lần trước Lý Thanh tức giận cũng là từ nói như vậy. Luyện tập một lát, thấy Liễu Hàm Yên đã có thể ổn định khống chế cây châm này, Lý Mộ đã kết lục Đinh Ngọc Nữ Ấn nói. Một tiêu thần thông này, người xem cho kỹ, phối hợp ta vừa rồi dạy người có thể chém giết cảnh giới thứ ba. Đoàn một tiếng, hắn vừa dứt lời một tia xét từ không trung hạ xuống. Trải qua lý mộ khoảng thời gian này cân nhắc, nghiên cứu cách dùng phối hợp ra lâm tự quyết cùng binh tự quyết. Lấy ngọc châm của Liễu Hàm Yên làm ví dụ, trước dùng binh tự quyết bất ngờ hủy diệt thân thể kẻ địch mặc kệ là yêu hay là người bị xuyên qua chỗ yếu hại sẽ ở nháy mắt tử vong. Mà yêu vật cảnh giới thứ ba cùng người tu hành tụ thần ở sau khi thân thể tử vong hồn vách còn có thể rời khỏi cơ thể tồn tại. Sau bình tự quyết lại tiếp lâm tự quyết một cái hủy thân một cái diệt hồn. Loại tổ hợp này sạch sẽ lưu loát dưới tình huống bình thường sẽ kẻ địch căn bản không có cơ hội phản ứng đã có thể hồn phi phách tán. Pháp lực của Liễu Hàm Yên xét cho cùng không bằng lý mộ, chỉ luyện tập hơn 10 lần, liền tiêu hao hết pháp lực, tự vào cây, ngay cả đứng cũng không đứng vững. Lý mộ đi đến bên nàng nói, Quên nói cho người, đạo thuật tuy không tiêu hao pháp lực gì, nhưng pháp lực của ngươi vẫn là quá yếu, không thể luyện tập thời gian dài, tốt nhất từ bắn tên, ném thẻ vào bình rượu các thứ bắt đầu luyện tập. Người sao không nói sớm? Liễu Hàm Yên tựa vào cây, ngực hơi phập phồng bất mãn nói. Ta bây giờ chân cũng mềm nhũn rồi, trở về như thế nào? Lý Mộ nghĩ nghĩ hỏi. Nếu không ta cõng ngươi. Liễu Hàm Yên tuy ngoài miệng từ chối, nhưng thân thể lại rất thành thực. Thể lực cùng pháp lực của nàng cạn kiệt nghiêm trọng, không để Lý Mộ hỗ trợ cũng chỉ có thể bò về. Lý Mộ cho nàng ba lựa chọn, hoặc là bế, hoặc là cõng, hoặc là tự nàng bò về. Nàng cân nhắc chốc lát vẫn là lựa chọn để Lý Mộ cõng. Nàng ghé vào trên lưng của Lý Mộ, hai cánh tay ôm lấy cổ hắn hồ nghi nói. Người là cố ý vừa rồi một mực để ta luyện tập nhiều phải không? Lý Mộ nói, Người cho rằng tao muốn cõng người sao Nặng như vậy Liễu Hàm Yên hừ nhẹ một tiếng nói Người biết cái gì Nữ tử cũng không phải là càng nhẹ càng tốt Nàng câu này thật ra không sai Nữ tử thể trọng không quá 50 cân Không phải ngực phẳng chính nhà lùn Liễu Hàm Yên ngực không phẳng Vóc dáng cũng không thấp Là ám chỉ lý mộ Nàng dáng người tốt Ngực tấn công mông phòng thủ Thịt đều phát triển tới nơi nên phát triển Lý mộ lắc đầu nói Ta làm sao biết Ta là lần đầu tiên cõng nữ nhân Liệu Hàm Yên bíu môi Ta chẳng lẽ không phải là lần đầu tiên Bị người ta cõng sao Lý mộ cõng nàng Dọc theo đường cái đi thẳng Liệu Hàm Yên tựa đầu gối trên lưng hắn Đột nhiên hỏi Người lần trước nói câu kia là thật sao Câu nào Chính là người nói Hai năm nữa nếu chưa lấy vợ ta chưa gả chồng chúng ta liền bên nhau bước chân của lý mộ dừng một chút lại tiếp tục đi về phía trước nói đương nhiên là thật liễu hàm Miên nói ngươi không phải nói ta không phải loại người hình ta không phải loại hình ngươi thích sao đó là ta mạnh miệng ngươi như vậy ai mà không thích lý mộ vừa đi vừa hỏi ngươi đồng ý khóe miệng của liễu hàm Miên nhếch lên xem người ngày sau biểu hiện. Lý mộ chờ cốc này của nàng đã lâu rồi, trong lòng thở vào nhẹ nhõm một hơi, đồng thời bước chân cũng nhẹ nhàng hẳn lên. Liệu Hàm Yên lại nói, nhưng ta có điều kiện. Lý mộ hỏi, điều kiện gì? Liễu Hàm Yên nói, ta cùng vãn vãn cả đời cũng sẽ không có tách nhau ra. Lý mộ hỏi, có ý tứ gì? liễu hàm yên hừ nhẹ một tiếng nói ngươi bất giả ngu đi đừng cho rằng ta không biết ngươi ngay cả từ đầu có loại ý đồ này từ thời điểm ngươi dùng thịt nướng dụ dỗ vãn vãn trong lòng đã nghĩ như vậy nhỉ lý mộ tự biện hộ ta có thể thề với trời lúc đó ta đối với ngươi một chút ý đồ cũng không có Liệu hàm yên ghen lúc đó ngươi là cố ý đối với lý mộ đau nhỉ Lý Mộ biết nàng lại bắt đầu ghen với Lý Thành nói sang chuyện khác. Chúng ta khi nào có thể bắt đầu song tu thật sự? Liễu Hàm Yên quả nhiên bị vấn đề này rời đi chú ý khẽ gắt nói. Bây giờ thì đừng hòng, chờ ngươi lấy ta rồi nói tiếp. Lý Mộ thật ra cũng không muốn bây giờ tu hành hạ tam cảnh có quá nhiều tài nguyên có thể lợi dụng hồn lực, phách lực, linh ngọc cho dù không âm dương song tu, tốc độ tu hành cũng sẽ không quá chậm. Sau khi đến trung tâm cảnh, tác dụng những tài nguyên này có thể tạo được liền cực kỳ bé nhỏ, tác dụng của song tu thật sự mới có thể. Hơn nữa, lần đầu tiên song tu trên ý nghĩa thật sự cực kỳ quan trọng, bây giờ dùng hợp nguyên dương cùng nguyên âm bọn họ tích góp nhiều năm là lãng phí thật lớn. Tiêu Hàm Yên hào hết thể lực ghé vào trên lưng của Lý Mộ, lòng yên ổn vô cùng, rất nhanh đã ngủ đi. Thẳng đến lúc Lý Mộ cõng nàng về nhà, nàng mới tỉnh lại. Buổi tối hôm nay, nàng hẳn là không có sức xong tù nữa, Lý Mộ cõng nàng đến trên giường phòng nàng lúc đi ra khỏi cửa, nói với Vãn Vãn. Vãn Vãn, người theo ta đến trong phòng. Tiêu Nha Hoàn theo hắn vào trong phòng cúi đầu, vần về góc áo của mình hỏi: Công tử, chuyện gì? Lý Mộ nói, "Còn nếu ta từng nói với ngươi, mắt của ngươi là linh đồng rất quý hiếm không?" Vẫn Vãn gật gật đầu nói, "Nhớ." Lý Mộ xoa xoa đầu nàng nói, "Linh đồng tuy hiếm có, nhưng sẽ thấy những thứ người thường không nhìn thấy, nhất là một ít âm quỷ linh vật, cho nên ta mà linh đồng của ngươi phong ấn lại, bây giờ ngươi cũng đã có pháp lực." có thể tự mình khống chế linh đồng, ta giúp ngươi mở phong ấn, ngươi về sau có thể dựa theo phương pháp ta dạy cho người tu luyện con mắt. Văn Vãn nhu thuận gật gật đầu nói: ta nghe công tử, lão vương từng cho lý mộ một quyển sách về tu luyện linh đồng, hắn ở trong trí nhớ của thiên huyễn thượng nhân lại đạt được càng nhiều tin tức có thể tìm được cho văn vãn một con đường tu hành linh đồng chính xác. Lý Mộ hai tay kết ấn lau ở trên mắt vãn vãn một lần khi nàng mở mắt lần nữa đọng đôi mắt trở nên càng thêm long lanh trong suốt như lốc xoáy như muốn mang toàn bộ tâm thần của Lý Mộ đều hút vào Lý Mộ vội vàng rời tầm mắt loại cảm giác đó mới biến mất trong lòng hắn âm thầm chấn động vẫn ván mới luyện hóa hai phách vô ý thức vận dụng linh đồng đã có thể khiến hắn tâm thần chấn động đợi sau khi nàng học được vận dụng loại thiên phú này vượt cảnh giới khống chế sợ không phải là việc khó hôn thể nguyên thần những thứ này càng sẽ bị nàng gắt gao khắc chế điều này làm lý bộ ý thức được hắn nếu không cố gắng đừng nói không theo kịp liễu hàm yên chỉ sợ ngay cả vãn vãn cũng có thể áp chế hắn đợi công việc lần này hoàn toàn hắn tính cho cũng chọn cho vãn vãn một pháp bảo không không nhất bên trọng nhất bên kinh miễn cho các nàng cho rằng mình bất công sau khi bạn ván rời khỏi Tiểu Bạch từ cửa sổ nhảy vào lại nhảy lên giường im lặng bò đến bên cạnh Lý Mộ mấy ngày nay Liễu Hàm Yên ở chỗ hắn qua đêm Lý Mộ không có thời gian dùng Phật Quang loại trừ yêu khí trong cơ thể nó yêu khí trên người nó lại rõ ràng hơn một ít cái này tựa như không phải là con đường lâu dài Lý Mộ mỗi ngày buổi tối giúp nó như vậy chỉ có thể giúp nó nhất thời còn không bằng để tự nó tu hành. Yêu vật thật ra tu hành tương đối Yêu vật thật ra tu hành tương thông với nhân loại, chúng nó có thể học thần thông đạo Pháp của nhân loại, có rất nhiều yêu vật cũng sẽ đi con đường tu hành của đạo môn hoặc Phật môn. Thần thể chúng nó vốn cường hãn càng tích hợp tu hành thần thông Phật môn hơn. Sau khi dùng Phật Pháp tẩy rửa tiêu khí trong cơ thể, không chỉ có thân thể sẽ trở nên càng thêm mạnh mẽ, một ít đạo Pháp thần thông nhằm vào yêu vật đối với chúng nó cũng không có tác dụng nữa. Nhưng, trước mặt tiểu bạch còn chưa có hóa hình cũng không cách nào tu hành công Pháp nhân loại, cho dù là lý mộ muốn dạy nó cũng phải chờ tới sau khi nó hóa hình. Trước mặt đối với lý mộ mà nói, quan trọng nhất là điều tra xuân phong các căn cứ tình báo của nhà môn lâu nay có khả năng thật lớn có liên hệ với sở giang vương nhất xuất phát từ bảo hiểm lý mộ vẫn là quyết định ở trước khi chính thức điều tra làm đầy đủ chuẩn bị trước mấy ngày nay tạm thời không cần đi nhà môn lý mộ sau khi ngủ dậy làm đồ ăn sáng chờ bọn liễu hàm yên tỉnh lại liễu hàm yên đêm qua thế mà lại là cùng nhau ngủ với vãn vãn sau khi rời giường nhìn thấy lý mộ kinh ngạc nói người hôm nay không cần đi nhau môn sao lý mộ nói mấy ngày nay đều không cần đi liễu hàm yên nói vừa lúc cơm nước xong chúng ta cùng đi cửa hàng nhìn xem ở dưới sự trợ giúp của từ gia chi nhánh vân yên các tiến triển cực kỳ thuận lợi liễu hàm yên làm hai cửa hàng cũng chiêu mộ đủ nhân thủ nếu thuận lợi trong một tháng cửa hàng có thể khai trương vận hành thao tác nhạc phường cùng diễn lâu cũng phải so với hiệu sách trả lâu càng thêm phiền toái có lẽ là cảm thấy bốn cửa hàng quá phí tinh lực nàng ở quận thành chỉ mở hiệu sách cùng trả lâu không cần đi chiêu mộ nhạc sĩ cùng diễn viên nữa như vậy liền đơn giản hơn rất nhiều lý mộ cũng không hy vọng nàng quá mệt Hai cửa hàng giao cho trường quầy xử lý, nàng có thể có nhiều thời gian tu hành hơn, về sau ở nhà nấu cơm, chăm con cũng không tệ. Lý mộ cùng vãn vãn liễu hàm yên đi ở trên đường, khi nàng đi ngang qua một cửa hàng trang sức, tính đi vào chọn vài món, lý mộ đứng ở bên ngoài chờ các nàng. Đối diện tiệm trang sức là một lầu xanh, mấy nữ tử trang điểm phấn son đậm đang ra sức kiếm khách. Công tử đến thăm một chút đi, Vương trưởng quay, hôm qua trọng tiệm lại tới một lô trà mới, Ngài không đến nếm thử sao? Tiền công tử, mấy vị cô nương chúng ta đều nhớ Ngài đó. Ánh mắt của Lý Mộ từ trên thân những nữ tử đó đào qua, ngẩng đầu nhìn bảng hiệu, Trong mắt hắn hiện lên một tia sáng vàng, Chưa có gì khác thường. Tú bà cùng kỹ nữ kéo cách từ cửa đều là nữ tử nhân loại, chung quanh xuân phòng các, cũng không có quỷ khí yêu khí gì tất cả đều bình thường thấy thế nào cũng là một lầu xanh bình thường nam nhân đi từ xuân phong các gia đều là khuôn mặt đen bước chân phập phù dương khí không đủ cũng như là bộ dáng khách làng chơi bình thường tựa như thấy ở cửa tiệm trang sức đối diện người trẻ tuổi tuấn tú này nhìn chằm chằm vào các nàng một nữ tử phong trần lớn mật ghén lên nói Vị công tử này đứng ở bên ngoài nhìn lâu như vậy muốn đi vào chơi chút hay không? Lý mộ còn chưa kịp trả lời, bên hông truyền đến một trận đau đớn. Liệu Hàm Yên từ tiệm trang sức đi ra, kéo tay của Lý Mộ cũng không thèm nhìn nữ tử phong trần kia nói. Vãn vãn, chúng ta đi. Vãn vãn thị uy trừng mắt nhìn nữ tử kia một cái, ưỡn bộ ngực nhỏ kéo tay bên của kia của Lý Mộ cùng liễu hàm yên một trái một vải hầu như là sách lý mộ rời khỏi nữ tử phong trần kia lắc lắc đầu lại đi trở về một lần nữa lôi kéo nam tử đi ngang qua liễu hàm yên kéo lý mộ lạnh lùng nói thế nào các nàng có đẹp không lý mộ lắc lắc đầu nói chẳng điểm như quỷ không thấy đẹp liễu hàm yên cắn rằng nói không đẹp ngươi còn nhìn lâu như vậy Lý mộ không thể cãi lại Chỉ có thể nói Ta chỉ tùy tiện nhìn một chút thôi Nơi nào không đẹp Cứ nhìn loại địa phương đó Nam nhân các người quả nhiên đều như nhau hết Lần sau không có nhìn nữa là được Còn có lần sau Không, không, không có lần sau Lý mộ đi ở trên đường Một cánh tay bị liễu hàm biên kéo Một cánh tay khác bị vãn vãn kéo Trên đường Đưa, đưa tới vô số người ghé mắt không biết bao nhiêu người bởi vì quay đầu mà va phải người khác liệu hà miên tựa như là quên buông tay cứ như vậy kéo lý mộ bên kia vãn vãn cũng không có buông ra xa xa lý mộ nhìn thấy một bóng người quen thuộc từ trước mặt đi tới lý tứ cũng không phải một mình bên cạnh hắn còn có một nữ tử nữ tử kia cao hơn năm thước bề rộng ít nhất cũng có ba thước vẻ mặt ngọt ngào kéo lý tứ Lý Tứ cùng nữ tử kia đứng chung một chỗ cao sáu thước, tỏ ra có chút chim nhỏ nép vào người. Lý Tứ hiển nhiên cũng thấy Lý Mộ, hắn nhìn nhìn liễu hàm yên bên trái của Lý Mộ, lại nhìn nhìn vãn vãn bên phải Lý Mộ, lại nhìn nhìn bên cạnh mình, ngẩng đầu nhìn bầu trời cố gắng không cho nước mắt chảy xuống. Trần Diệu Diệu nhận ra Lý Tứ khắc thường, quay đầu nghi hoặc hỏi. Lý Sơn, người làm sao vậy? Lý Tứ lau nước mắt nói Không sao Hôm nay gió có chút lớn Mắt ta tựa như có cát vào Trần Diệu Diệu quan tâm nói Ta thổi giúp ngươi Không cần Lý Tứ nói Chảy nước mắt một chút là ổn mà Liệu Hàm Yên thấy được người quen Vội vàng buông ra cánh tay kéo Lý Mộ Vạn vạn cũng theo nàng buông ra Lý Mộ nhìn Lý Tứ một cái Hương Trần Diệu Diệu cười nói Diệu Diệu cô nương đã trở lại. Trần Diệu Diệu nghi hoặc nhìn Lý Mộ rất nhanh đã nhớ ra, mỉm cười nói. Ê, hey, là ngươi à? Chúng ta từng gặp nhau ở huyện Dương Khâu mà. Lý Mộ không muốn quấy rối Lý Tứ cùng Trần Diệu Diệu cách xa lâu ngày gặp lại, cười cười nói. Chúng ta còn có một số việc không quấy rầy nữa, các người tiếp tục đi dạo đi. Từ sau khi gặp được Trần Diệu Diệu, trong thời gian kế tiếp, Vãn vãn vẫn luôn tâm sự nặng nề Lý mộ với Liễu Hàm Yên Xem xong rồi cửa hàng còn chưa có hoàn công Vãn vãn rốt cuộc nhịn không được hỏi Tiểu thư muội về sau có thể cùng Cũng cũng bộ dáng giống như Diệu diệu cô nương kia hay không Người cứ mang trái tim nho nhỏ Của ngươi đặt vào trong bụng đi Liễu Hàm Yên vỗ vỗ nhẹ Chụp đầu của nàng an ủi nói Diệu diệu cô nương như vậy cũng không phải là nàng muốn nàng còn chưa có ăn nhiều bằng ngươi đâu nói xong nàng lại nhìn về phía lý mộ hỏi lý tư thật sự ở bên rượu rượu cô nướng lý mộ từng nói với nàng vụ án lâm uyển cũng từng nhắc tới chuyện lý tứ và trần rượu Diệu, Diệu gật đầu nói chỉ sợ hắn không muốn ở bên cũng không có được liễu hà môn liễu hà miên nói như vậy cũng tốt, miễn cho hắn cả ngày không làm việc gì đàng hoàng, lưu luyến lầu xanh. Thật ra hắn trước kia không phải như thế đâu. Nhận Lý Tứ rất nhiều ân huệ Lý Mộ quyết định giải thích đôi câu cho gã. Hắn trước kia giống với ta, đi ngang qua lầu xanh cũng sẽ không nhìn lấy một lần. Hắn có một người vợ chưa cưới tên là Thanh Thanh. Thanh Thanh và hắn Thanh Mai Trúc Ngã Mã cả hai từ nhỏ vô tư hắn mỗi ngày ăn dùng tiết kiệm ăn bánh bao uống nước lã tích lũy bổng lộc muốn gom đủ sinh lễ cưới thành thành liễu hà miên nghe nhập thần hỏi sau đó thì sao lý mộ từ từ nói về sau khi hắn gom đủ sinh lễ thanh thanh đã gả cho kẻ có tiền làm thiếp nàng ghét bỏ lý tứ quá nghèo không cho được cuộc sống nàng muốn liễu hà miên nhíu mày nói cuộc sống bản thân muốn là cần dựa vào chính mình cố gắng, loại nữ tử này không cưới cũng được, không có một chút lòng tự lập cùng tự trọng, xứng đáng cả đời đều chỉ phụ thuộc nam nhân, hắn xa đọa vì nữ tử như vậy không đáng giá một chút nào. Lấy sự từng trải của bản thân Liễu Hàm Yên khinh thường những nữ tử mê tiền kia cũng rất bình thường, Lý Mộ nói. Nam nhân đều có có thể quên đối với mối tình đầu. Thanh Thanh là nữ tử đầu tiên Lý Tứ thích, dụng tình sâu bao nhiêu, thương tồn liền sâu bấy nhiêu. Thanh Thanh Liêu Hàm Yên như nghĩ tới cái gì, nhìn Lý Mộ hỏi. Nói như vậy, người đối với Lý Bộ đầu cũng khó quên. Lý Mộ nhìn trái nhìn phải, bỗng nhiên nói. Vạn vãn, người có đói không? Chúng ta đi ăn cơm đi. Phủ quận thừa Trần Triệu Diệu đưa Lý Tứ trở về phòng nói Huynh còn cần gì không? Cứ nói cho muội biết, muội bảo phụ thân đi chuẩn bị. Lý Tứ lặng lẽ một lát, quay đầu nhìn về phía nàng nói. Thật ra có chuyện ta luôn gạt muội. Trần Diệu Diệu ngẩn ra một phen hỏi. Chuyện gì? Lý Tứ nói. Ta không tên là Lý Sơn, ta tên là Lý Tứ. Trần Diệu Diệu nghi hoặc nói. Vậy, vậy lần đầu tiên gặp mặt Huynh vì sao phải nói Huynh tên là Lý Sơn? vì giấu giếm thân phận cùng mục đích. Trong mắt của Lý Tứ hiện ra dạ anh này nói, vì đưa Triệu Vĩnh ra công lý, ta không thể không lừa gạt muội. Sắc mặt của Trần Diệu Diệu dần dần tái nhật lầm bẩm, cho nên Huynh vẫn luôn lừa muội, Huynh cũng chưa từng giải thích với ta. Lý Tứ chưa trả lời thẳng, chỉ thở dài nói, Người là cô nương tốt, gia thế tốt, tâm địa lại tiện lương, ta chỉ là một tên tiểu bộ khoái mỗi tháng chỉ có 500 đồng bổng lộc thường xuyên lưu luyến lầu xanh ta không tốt như người tưởng tượng đâu trần diêu diệu lắc đầu nói muội không để ý quá khứ của huynh cũng không để ý thân phận của huynh muội chỉ để ý huynh đối với muội có phải thật lòng hay không Lý tư nói ta nghèo ngay cả mình cũng không nuôi nổi muội theo ta sẽ không có hạnh phúc đâu trần diêu diệu, diệu ngẩng đầu nói chỉ cần có thể ở cùng với người muội thích muội đã hạnh phúc huynh nếu là cảm thấy nơi này không được tự nhiên chúng ta có thể về huyện dương khâu huynh nuôi muội không nổi vậy muội nuôi huynh muội có thể cầm đồ hết những trang sức kia đổi lấy bạc đủ chúng ta sinh hoạt chúng ta có thể làm ăn nho nhỏ không cần phụ thân quan tâm cũng có thể sống khá lý tứ sững sờ nhìn nàng trước mắt lần nữa hiện ra cảnh tượng một nữ tử rúc vào trong lòng người khác không đẩy hắn đau khổ cầu xin đóng lại cánh cửa màu son kia. Huynh chỉ là một tiểu bộ khoái, cả đời cũng không có tiền đồ gì, đi theo Huynh ta sẽ không có hạnh phúc. Lời nữ tử kia đến nay còn khắc thật sâu ở trong lòng hắn, hắn nhìn Trần Diệu Diệu bỗng nhiên cười lên. Lý Tứ nâng tay, lau nước mắt nàng nói. Toàn bộ lời ta từng nói với muội đều là thật tâm. Tần Diệu Diệu nín góc mỉm cười nắm tay hắn nói. Muội cũng là thật lòng, muội nguyện ý theo huynh đi huyện Dương Câu, nguyện cũng chịu khổ với huynh. Lý Tứ lắc lắc đầu nói. Muội nguyện ý chịu khổ cùng ta, nhưng ta không thể để cho muội chịu khổ, chúng ta cứ ở lại quận thành đi. Mấy ngày qua, cảm tình của Lý Mộ cùng Liễu Hàm Yên đang tăng nhiệt độ hàng ngày, Tuy nàng thường thường sẽ hỏi ra một ít vấn đề tử vong, nhưng ở dưới lý tứ hùn đúc cùng dạy dỗ, mỗi lần đều có thể đã hiểm lại càng hiểm hơn bình yên vượt qua. Thời điểm lần nữa nhìn thấy lý tứ, lý bộ chấn động. Ba ngày trước, hắn chỉ là một người bình thường không có pháp lực gì. Ba ngày sau, hắn thế mà đã luyện hóa bà phách, bội đao ở bên hông cũng đổi thành một cây đoạn đao. Hắn nhìn lý tứ chấn động nói, Người thật sự quyết định rồi Lý Tứ gật gật đầu nói Ta nghĩ rồi Diệu diệu cô nương tốt Ta không thể phụ nàng Lãng tử quay đầu Hải vương lên bờ thật đáng mừng Lý mộ hướng hắn chắp tay nói Chúc mừng Lý Tứ lắc đầu nói Nhưng nhạc vụ đại nhân cũng có điều kiện Hắn luôn muốn ta ít nhất tu hành đến cảnh giới thần thông mới có thể thành thân với diệu diệu. Lý Tứ một mình tu hành đến trung tam cảnh, chỉ sợ ít nhất cần 10 năm năm, chỉ sợ ít nhất cần 20 năm, nhưng lấy tốc độ một ngày luyện hóa một vách của hắn, nếu nhạc phụ có tiền có quyền kia của hắn, nguyện ý ở trên người hắn đập vô hạn tài nguyên tu hành, trong vòng 2 năm, tu vi của hắn có thể đến thần thông. Tuy chiến lực của hắn không so được với thần thông tu sĩ bình thường, nhưng đạo hạnh lại là trung tâm cảnh thật sự Lý Tứ hỏi, chuyện của người như thế nào? Lý Bộ gật gật đầu nói, thì thiếu là thời gian. Ta nói rồi, các ngươi như vậy sớm hay muộn sẽ lâu ngày sinh tình mà thôi. Lý Tứ vẻ mặt hiện ra lại hỏi, nhưng người thật sự cân nhắc tốt rồi sao, xác định về sau sẽ không có hối hận. Lý Mộ lắc đầu nói, vì sao phải hối hận? Lý Tứ nhìn hắn khẽ gật đầu nói, Quý trọng trước mắt có thể quý trọng, sự tình sau này về sau nói sau. Hai người đi trên đường, lùng đi qua xuân phòng các, Lý Tứ mắt không nhìn nghiêng, à. mắt không nhìn nghiêng, ánh mắt Lý Mộ liếc một cái, Lý Tứ kinh ngạc nói: Người sẽ không cũng cảm thấy hứng thú đối với loại địa phương này chứ? Người cho rằng ta là người nào? Lý Mộ lắc đầu nói: Có một vụ án rất quan trọng có liên quan với lầu xanh này. Lý Tứ quay đầu nhìn về phía Xuân Phong Các một lát sau gật đầu nói lầu xanh này quả thực có vấn đề. Lý Mộ Thiên nhãn thông cộng thêm nhãn thức cũng chưa có thể nhìn ra được vấn đề của lầu xanh này. Hắn nhìn về phía Lý Tứ kinh ngạc nói Người đã nhìn ra cái gì? Lý Tứ nói Nữ tử nơi này không phải nữ tử lầu xanh thật sự Ta ngày đầu tiên đi nơi này Các nàng thế mà lại thu tiền của ta Lý mộ hỏi Người nói chuyện cuộc đời với các nàng rồi Lý tư nói Nói chuyện rồi Quả nhiên có vấn đề Lý mộ thấp giọng nói một câu Nhìn về phía xuân phòng các Người đi trước đi Ta vào xem một chút Bản thân người phải cẩn thận đấy Lý tứ lập tức rời khỏi Lý mộ, xoay người đi vào xuân Phong các. Một bên khác của con đường, Trương Sơn nhìn thấy Lý tứ cùng Lý mộ sóng vai đi tới, đang chuẩn bị chào hỏi, vừa mới nâng lên cánh tay liền ngẩn ra ở nơi đó. Hắn nhìn thấy Lý tứ không dừng lại chút nào từ trên đường đi qua, Lý mộ thì không chút do dự đi vào lầu xanh. Hắn dụi dụi mắt lẩm bẩm, ai? Ây hai ngày nay nhất định là quá mệt rồi ngay cả lý tứ và lý mộ cũng không có phân biệt rõ Ai... liễu hàm yên, tiệm... yên từ tiệm sách nào đó nghiên cứu tìm hiểu đi ra thấy trương sơn ngẩn ra ở cửa hỏi làm sao vậy trương sơn lắc đầu nói không có gì là mắt ta có chút hoa mà xuân phong các lý mộ vừa mới đi vào tú bà đã nghênh đón cười nói vị công tử này có cô nương quen biết không muốn ta giúp ngài đề cử một chút hay không lý mộ nói lần đầu tiên đến nụ cười trên mặt tú bà càng tăng lên ồ oh, là khách mới à vậy hôm nay nên mang công tử hầu hạ cho tốt hương hương xào xào rung rung ba người các ngươi đều lại đây mấy đứa tử bị tú bà gọi tới tú bà đến bên người lý mộ cười hỏi Ba vị này đều là người đứng đầu tiệm chúng ta, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông. Công tử, ngài xem thích người nào. Lý mộ lùi về phía sau một bước, giữ khoảng cách với tú bà, nhìn về phía ba nữ tử đối diện. Ba người này, một người nhỏ nhắn đáng yêu, một người dáng người nóng bỏng, một người lạnh lùng. Lý mộ nghĩ nghĩ, chỉ vào người thứ ba nói, nàng ấy. Tú bà nói, dùng dùng, còn không dẫn công tử lên lâu mời công tử nữ tử cao ngạo lạnh lùng hướng lý mộ lạnh như băng nói một câu liền tự mình xoay người lên lầu lý mộ tuy là lần đầu tiên đến lầu xanh nhưng cũng biết thái độ nữ tử lầu xanh đối đãi cách nhân không có khả năng là như vậy loại lộ số này lý tứ từng nói với lý mộ chẳng qua là một trong các thủ đoạn kéo khách của nàng nữ tử này thật ra cũng không phải là tính tình lạnh lùng đây chẳng qua là thiết lập nhân vật của nàng dù sao khách nhân có thể chọn nàng bình thường đều có một chút khuynh hướng chịu ngược thích chính là loại hình lạnh lùng này cái này sẽ làm cho bọn họ càng thêm hưng phấn nữ tử mở ra cửa một gian phòng dẫn lý mộ đi vào liền ngồi ở bên giường đóng giả một bộ dáng chớ ai lại gần lý mộ đi đến bên cạnh nàng hỏi biết đánh đàn không nữ tử ngạc nhiên một cái chớp mắt lắc đầu Biết thổi tiêu không? Nữ tử tiếp tục lắc đầu. Tì bà đâu? Nữ tử vẫn lắc đầu. Ly mộ khoa khoa tay nói. Cách này cũng không biết. Cách kia cũng không biết. Cũng không biết xấu hổ mọi thứ tinh thông. Đi xuống nói cho tú bà. Đổi một người biết những thứ này đi lên đi. Nữ tử ngẩn ra một phen, Sau đó liền đứng dậy. Tức giận đi đến dưới lầu. Nói với tú bà. Có người kỳ quái tới. Thư nên làm không làm Chỉ muốn nghe khúc Có bệnh à Ai tới lầu thanh nghe khúc Việc này ta không tiếp được Ai thích thì người đó tiếp đi Trên đời này Người sở thích nào cũng có Bình thường bảo ngươi luyện đoàn chút Nhưng người không có nghe lời Bây giờ còn có trách khách nhân Tú bà lắc lắc đầu nói với nữ tử dáng người nóng bỏng đẫy đà kia. Xào xào, ngươi lên đi. Lý mộ ngồi ở trong phòng chốc lát Lữ tử đấy đà vừa rồi Tú bà giới thiệu tên là xào xào kia Liền vặn vẹo vòng eo đi đến Nàng ôm một cây đàn cổ cười hỏi Công tử Ngài muốn nghe ta khúc gì Lý mộ nói Người biết cái gì thì đánh cái đó đi Nữ tử mang đàn cổ Đặt ở một bên Bắt đầu cởi quần áo của mình Lý mộ ngẩn ra một phen hỏi Đánh đàn thì đánh đàn, ngươi quần áo, ngươi cởi quần áo làm cái gì? Nữ tử đẩy đà đợ... ngẩn ra một ven hỏi, muốn mặc để đánh sao? Lý bộ phất phất tay nói, mặc đi. Nữ tử kỳ quái nhìn hắn một cái, chỉ có thể ngồi xuống, hai vút tay vuốt dây bắt đầu đánh. Kỹ năng đánh đàn của nữ tử này chỉ có thể tính là nhập môn, nhưng có thể nghe chút, căn bản không thể so sánh với liễu hòa miên loại đại gia này. Lý Mộ nghe quen Liễu Hàm Yên đánh đàn, lại nghe của nàng lên có chút nhàm chán vô vị. Nữ tử kia đánh một lúc, phát hiện trên giường không có động tĩnh. Dương mắt nhìn lên, phát hiện khách nhân trẻ tuổi này thế mà lại nằm ở trên giường ngủ. Trong lòng của nàng không khỏi rất kỳ quái, mấy tháng qua khách nhân nàng từng hầu hạ không ít, vẫn là lần đầu tiên gặp được hắn loại này. Đến lầu xanh không tìm vui Chỉ nghe khúc Thế mà còn nghe đến ngủ luôn Nhưng nàng cũng không quá mức kinh ngạc Nam nhân các loại sở thích Nàng đều từng gặp Có một số người sở thích ở phương diện này Quả thực biến thái đến mức Làm người ta giận rồi Nghe giận cả người So sánh mà nói Vị công tử trẻ tuổi nay Căn bản không tính là cách gì Nàng gảy một lát Thấy đối phương đã lâm vào ngủ say ngón tay rời khỏi dây đàn đứng lên bắt đầu đốt một cái lư hương cùng lúc lư hương toát ra làn khói một tia dương khí mỏng manh từ trong thân thể của lý mộ phiêu tán ra, bị hút vào trong lư hương làm xong những thứ này nữ tử đi đến đầu giường nhìn mặt lý mộ lầm bỏng bộ dáng tuấn tú như vậy ở nơi nào tìm thấy nữ nhân sao, sao cũng sẽ tới loại địa phương này nhẹ nàng nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt lý mộ tỏ dài hay cho một công tử tuấn tú nằm ở trên giường lý mộ đã biết lâu xanh này âm thầm làm hoạt động gì rồi các nàng giống con thanh xà kêu đều đang hút tương khí người ta chẳng qua thanh xà kia hiển nhiên đầu óc không đủ dùng chỉ túm lấy một người hút mạnh tự nhiên dễ dàng lộ ra sơ hở bị quan phủ phát hiện mà cũng là hút dương khí người ta. Lầu xanh này thủ đoạn cao minh hơn nhiều, khách nhân tới nơi này vốn chính là tới vụ mua vui. Mà vừa lúc, phương thức bọn họ mua vui cũng là cực kỳ hao phí thể lực cùng tinh lực. Như vậy, mặc dù là hao tổn một ít dương khí cũng sẽ không có ai nhìn ra. Dương khí không đủ, cũng thuận khí không đủ, Thì biểu hiện bên ngoài không có khác nhau khá quá lớn. Các nàng căn bản không cần ở trên thân một người hấp thụ quá nhiều, chỉ cần lầu xanh mở mãi thì có nguồn khách cuồn cuộn, cuộn không... Thì có nguồn khách cuồn cuộn không ngừng, dương khí lấy không hết, dùng không kiệt. Nữ tử này không phải là yêu quỷ, cũng không phải là người tu hành, nàng hút dương khí người ta, chủ yếu dựa vào cái lương hương cổ quái kia, Lý mộ vì không dẫn tới hoài nghi, chủ động thả ra một tia dương khí để nàng hấp thụ. Cũng chưa hấp thụ dục tình của nữ tử này quá phận sẽ không khiến nàng cảm nhận được có chút không ngược quẻ nào. Trong quá trình làm việc, hắn cũng mãi không quên vật lông dê. Dù sao, dục tình có thể hấp thụ viên mãn, thành công ngưng tụ phách thứ sáu hài không, có thể ở một lần hành động này Dương khí lưu hương này hấp thụ rốt cuộc đi đâu Lý mộ tạm thời còn không biết Hắn hôm nay chỉ là đến thăm dò Khoảng thời gian này hắn chỉ sợ sẽ trở thành khách quen nơi đây Dù sao Tứ quận nha muốn không phải là phá hủy nơi đây Mà là muốn thông qua âm thầm điều tra Tra ra bí mật của sở Giang Vương Dục tình hấp thu sắp xỉ rồi Hú tiếp nữ từ này sẽ có phát hiện Lý mộ thở ra một hơi chậm rãi mở mắt công tử tỉnh rồi. nữ tử kia ngồi ở bên giường mỉm cười nói, muốn ta hầu hạ công tử tắm rửa hay không? không cần, ta chỉ muốn ngủ một lát. lý mộ nói, mây ngày nay giấc ngủ không tốt lắm, nghe trong khúc của người cảm giác tốt hơn nhiều, lần sau đến còn tìm ngươi. nữ tử kia sững sờ nhìn lý mộ xuống giường, xò dây đi ra ngoài ngồi ở bên giường ngạc nhiên nói, chỉ có vậy. Thì vậy thôi Dưới lầu Lý mộ nhìn tú bà kia hỏi Nghe một đoạn khúc đã cần một lượng bạc Tú bà cười nói Một lượng bạc coi như rẻ Công tử nếu đi nhạc phường Gọi những đại gia kia Một lần càng đắt đỏ hơn Lý mộ không nói lời thừa với tú bà dứt khoát móc bạc Hắn biết loại địa phương này tiêu phí đất đỏ, không ngờ đất như vậy Số tiền này sau chuyện nhất định phải tìm nha môn chi trả. Nữ tử đấy đã từ trên lầu đi xuống nói, Vị công tử này thật kỳ quái, Chỉ là nghe song khúc ngủ một giấc. Tú bà không thèm hề để ý nói, Trên đời này người nào cũng có gặp nhiều rồi không kỳ quái nữa. Bà ta nói xong lại không đầu không đuôi hỏi một câu, Không quên chứ? Nữ tử đấy đã gật gật đầu nói, không có quên. Tú bà nói, vậy thì tốt, ra ngoài kéo khách đi. Lý mộ đi ra khỏi xuân phòng các, chưa đi nhà môn cũng chưa về nhà. Đầu tiên là ở phụ cận vòng vo một hồi, quan sát có ai theo dõi hắn hay không. Một nam nhân bình thường đi lầu xanh nghe khúc rất khó không dẫn tới một chút hoài nghi nào. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào. Ý tứ của triệu bộ đầu là bảo hắn diễn trò nguyên bộ là một tên ẩn nằm vùng chuyên nghiệp, diễn giả thành thật, đạn thật thúng thật. Đương nhiên, không có khả năng tiếp nhận, vì một lần nhiệm vụ đánh mất nguyên dương hắn bảo tồn 19 năm, căn bản chính là làm ăn lỗ vốn. Nguyên dương của hắn là muốn giữ lại cho Liễu Hàm Yên. Đầu đường quận thành, cửa một quán trà. Liễu Hàm Yên nhìn cửa Xuân Phong Các hỏi Trường Sơn. Lý mộ vừa rồi có phải từ bên trong đi ra hay không? Trường Sơn nhanh chóng lắc đầu nói Không có, ta không thấy nhất định là ngươi nhận lầm rồi Khi Lý Mộ về nhà, Liêu Hàm Yên ngồi ở trong sân đưa lưng về phía hắn Vạn vãn đứng cạnh nàng không ngừng nháy mắt với Lý Mộ Liêu Hàm Yên xoay người nhìn hắn hỏi Người giữa chưa đi đâu? Lý Mộ nói Chưa làm gì cả, chưa làm gì liễu hà miên đứng lên ánh mắt nhìn hắn thất vọng nói ta cùng ván ván tận mắt thấy ngươi từ lầu xanh đi ra lý mộ giật mình giải thích ta liễu hà miên đau lòng nói ngươi cái gì mà ngươi ngươi đừng nói cho ta ngươi đi lầu xanh không phải là vì ghế khác chỉ là vì nghe khúc lý mộ trầm mặc một lát nhìn nàng bất đắc dĩ nói nếu ta nói ta thật sự chỉ là nghe khúc người sẽ tin sao liệu hàm yên không có nói gì lý mộ không ngờ hắn làm chuyện hẳn hoi cũng sẽ bị bắt quả tang. trước khác này khác đổi là trước kia hắn căn bản không cần giải thích với liễu hàm yên nhưng bây giờ khác nếu không giải thích lão bà hắn sắp theo đuổi đuổi được có thể chạy mất lý mộ xin giúp đỡ nhìn về phía tiểu hồ ly ở bên nói Tiểu Bạch, bây giờ chỉ có ngươi mới có thể chứng minh sự trong sạch của ta thôi. Tiểu Bạch sau khi hiểu ý, nhảy lên đến trên bàn, nói với Liễu Hàm Yên. Liễu Tỷ Tỷ hiểu lầm rồi, ân công thật sự chưa có xảy ra cách gì. Liễu Hàm Yên cả giận nói. Là lúc nào rồi, ngươi còn giúp hắn? Không phải, ta à, không thiên vị ân công. Tiểu Bạch ghé sát tài Liễu Hàm Yên, nhỏ giọng nói vài câu liễu Hàm Yên ngạc nhiên một chớp mắt không tin nói. Cái này cũng có thể nhìn ra. Tiểu Bạch gật gật đầu nói. Đây là thiên phú của tộc chúng ta. Ân công, ân công hắn Nguyên Dương vẫn còn. Lý Bộ nhìn Liễu Hà Miên nói. Ta thề, ta hôm nay đi lầu xanh chỉ là vì công việc. Nghe xong một đoạn khúc thì về. Ngay cả những lứa tử nâu xanh kia cũng chưa có động vào. Liễu Hà Miên đã tin, vẫn là mạnh miệng nói không việc gì mà cần đi lầu xanh Lý Mộ chưa trả lời thì lắc lắc đầu nói người thế mà cũng không tín nhiệm ta làm ta quá thất vọng rồi hắn không để ý tới Liễu Hà Miên nữa trực tiếp về tới phòng mình chỉ chốc lát sau Liễu Hà Miên từ bên ngoài đi vào nhỏ giọng nói là ta sai rồi Lý Mộ liếc nàng một cái sai ở nơi nào Liễu Hà Miên cúi đầu nói Ta không nên không tín nhiệm ngươi. Lý mộ hừ lạnh một tiếng nói. Một câu sai rồi là đủ sao? Liệu hàm biên nghĩ nghĩ bổ ngã hắn ở trên giường, ở trên đôi môi hắn như chuồn chuồn nước nước hôn một cái nói. Ta mang nụ hôn đầu tiên cho ngươi. Đủ chưa? Lý mộ mím mím nôi nói. Ngươi lần sau có thể sai thêm vài lần cũng được. Nghĩ hay quá à? liêu hàm yên một lần nữa ngồi tặng hỏi, đây cũng là nụ hôn đầu tiên của ngươi sao lý mộ nghĩ nghĩ gật đầu nói ngươi cũng là nữ nhân ta lần đầu tiên hôn liêu hàm yên là nữ nhân đầu tiên cũng là duy nhất lý mộ từng hôn tô hòa là quỷ không tính là người hơn nữa lúc ấy lý mộ tính mạng nguy cấp thiếu chút nữa bị hồn lực của thiên huyễn thượng nhân căng phòng chết tươi cũng là trong hôn mê căn bản không có tâm tư đi nghĩ những thứ đầu đầu. Nhờ tới tổ hỏa cũng không biết nàng xuất quan hay chưa, thu được hai nữ quỷ Lý Mộ gửi cho nàng chưa, Liêu Hàm Yên sâu xác nhận ra một vài thứ hỏi Lý Mộ. Người nghĩ cái gì thế? Lý Mộ vội vàng hoàn hồn nói. Người vừa rồi hôn quá nhanh, ta còn chưa có chuẩn bị muốn làm một lần nữa hay không? Nằm mơ đi. Liêu Hàm Yên đỏ mặt vội vàng rời khỏi, trong lòng lý mộ nhẹ nhàng thở ra nóng vội không ăn được đậu phụ nóng cũng không ăn được liễu hàm yên nàng có thể chủ động hôn lý mộ đã là quan hệ giữa hai người tiến một bước lớn lý mộ được một tấc lại muốn tiến một thước ngược lại sẽ tạo ra hiệu quả trái ngược tất cả thuận theo tự nhiên một ngày nào đó hai người có thể hoàn toàn triệt để mang mình giao cho đối phương chuyện đi lầu xanh bị liễu hàm yên bắt tại trận cũng tốt về sau hắn có thể quang minh chính đại ra vào xuân phong các không cần lo lắng liễu hàm yên tức giận nữa ban ngày chỉ ra lầu xanh này đang lợi dụng cụ nào đó hấp thu dương khí của khách làng chơi buổi tối lý mộ lại tới xuân phong các vẫn gọi một nữ tử đánh đàn bản thân ở trên giường ngủ một giấc nữ tử kia thấy lý mộ ngủ say tiếng đàn dần dần từ nhanh đến chậm dần dần dừng lại Lúc nàng đi vẫn chưa phát hiện một con người giấy chỉ to bằng ngón út của nàng dính vào trên đế giày của nàng bị nàng dẫn theo ra ngoài. Tiếng đóng cửa vang lên, Lý Mộ nằm ở trên giường sớm tiến vào ngủ say, mắt chậm rãi mở ra. Người giấy là một loại bí thuật của phù lục phái, vốn chỉ có đệ tử phù lục phái mới có thể chế tác. Lý Mộ từ trong trí nhớ của thiên huyễn thiện, thiên huyễn thượng nhân tìm được phương pháp chế tác người giấy. Người giấy thông qua phương pháp bùa chế tạo ra có thể thay thế chủ nhân làm một số chuyện, cũng có thể dùng để tra xét địa phương nguy hiểm, tác dụng cực kỳ rộng khắp. Mượn dùng người giấy kia, hắn có thể nghe được thanh âm chung quanh nữ tử này. Trong tai hắn, trừ tiếng bước chân nhẹ nhàng thỉnh thoảng chuyên đến từng đợt nam tử gen gì. Theo nữ tử kia đi xuống lầu tới hậu viện, lỗ tài lý mộ mới thanh tịnh xuân phong khác hậu viện nữ tử cầm lư hương tới một cái giếng cổ tú bà xuân phong các canh giữ ở miệng giếng nữ tử chậm rãi đi qua đưa lư hương cho bà ta tú bà tiếp nhận lư hương nói người canh ở đây đừng để người ngoài tới đây nữ tử cung kính gật gật đầu đứng ở miệng giếng tú bà ôn lưng ôm lư hương nhìn trái nhìn phải thấy trong sân không có ai thế mà trực tiếp nhảy xuống giếng Lý Mộ nằm ở trên giường, Lý Mộ nằm ở trên giường trong phòng, không biết trung quanh nữ tử kia đã xảy ra cái gì, sau khi tiếng thu bà biến mất liền câu. Liền không có thanh âm truyền đến nữa. Mượn dùng người giấy phạm vi có thể nghe được có hạn, mà Lý Mộ cách nữ tử này lại quá xa, nhị thức không thể phát huy tác dụng. Hắn nghi nghĩ từ trên giường xuống vòng đến cửa sau chật lóe và hầu viện ôm bụng chạy lung tung khắp nơi. Nữ tử kia phát hiện hắn kinh hoàng nói Công tử, sao ngươi lại xuống đây? Lý mộ, sắc mặt của Lý mộ đỏ bừng nói Nhà sĩ, nhà sĩ ở đâu? Nữ tử kia chỉ góc nói Nhà sĩ ở nơi đó Lý mộ ba bước cũng chỉ bước hai bước Chạy một mạch vào trong nhà sĩ lâm thời dựng ở góc sân Nữ tử kia nhìn nhà sĩ một cái lại nhìn nhìn miệng giếng mang một cái thùng gỗ chậm rãi buông xuống. Lý mộ đóng lại cửa nhà sĩ mặc niệm thanh tâm quyết bài trừ tất cả quấy nhiễu, rốt cuộc dùng nhĩ thức loáng thoáng nghe được một ít thanh âm. Thanh âm này từ dưới lòng đất truyền đến, Lý mộ nhớ tới cái giếng cạn kia. Thanh âm này từ dưới lòng đất truyền đến, Lý mộ nhớ tới cái giếng cạn kia ở trong sân, trong lòng khẳng định cái dương này nhất định có vấn đề. Quỷ tướng, mạt vị hiến tế dương khí. Tay âm từ dưới lòng đất truyền đến cực kỳ mỏng manh, Lý Mộ chỉ có thể nghe đại khái, lo lắng nán lại lâu sẽ bị phát hiện, ảnh hưởng kế hoạch sau này. Hắn nghe một lát liền rời khỏi nhà khí sĩ, sau khi để lại một đựng bạc rời khỏi Xuân Phong Các. Một lát sau, Hậu viện Xuân Phong Các Nữ tử kia mang thùng gỗ kéo lên Thân thể tú bà từ trong giếng chậm rãi bày ra Bà ta nhìn nhìn nữ tử kia hỏi Không có ai tới gần nơi này chứ Nữ tử lắc lắc đầu Nét khẩn trương trên mặt của tú bà tiêu trừ Uốn eo thân thể rời đi Nữ tử cũng theo đó rời khỏi Người giấy trong lòng bàn chân theo nàng đi Dần dần phong hóa thành trò biến mất không thấy Nửa tháng thời gian nhoáng lên một cái mà qua Nửa tháng qua, xuân phòng các tất cả bình thường, duy nhất khác thường trước đây là mỗi ngày đều có một công tử trẻ tuổi tới nơi này gọi một cô nương chỉ nghe khúc rồi ngủ, không làm việc nữ nam nữ thích làm. Ngay từ đầu, mọi người có chút kỳ quái, thời gian dài cũng liền thấy quái mà không quái nữa. Khách nhân tới nơi này, rất kẻ, nhiều kẻ đều có sở thích kỳ kỳ quái quái. Có người chú ý đối với chân của nữ tử, có người thích bị các cô nương cầm dây roi quật, có người thích mặc quần áo bên người các cô nương so sánh với bọn họ, sở so thích của vị công tử trẻ tuổi kia không đáng kể chút nào. Dương Khâu huyện nhà. Lý Mộ khoác áo choàng từ cửa tiến sau, từ cửa sau tiến vào trong phòng trực. Nửa, nửa tháng qua, hắn mỗi ngày đi xuân phòng các âm thầm tra xét được một ít tin tức, đồng thời cũng tích lũy được không ít tục tình những nữ tử phong trần kia của xuân phong các hầu như bị hắn hút hết rồi hắn ngồi ở trong phòng trực một lát không bao lâu triệu bộ đầu liền từ bên ngoài đi vào hắn đi đến trước người của lý mộ hỏi chà thế nào rồi lý mộ gật đầu nói trải qua ta hơn nửa tháng âm thầm tìm hiểu phát hiện sau lưng xuân phong các thật là một quỷ tướng dưới trướng sở giang vương khống chế nơi ẩn thân của ả à, ngay tại trong giếng hậu viện xuân phong các triệu bộ đầu nói quỷ khí giấu ở trong giếng khó trách từ bên ngoài nhìn không ra bất cứ gì khác thường lý bộ tiếp tục nói tu bà cũng là ký nữ xuân phong các hẳn là đã sớm bị ả à mê hoặc tâm trí để ả à sử dụng âm thầm hấp thu cho ả à dương khí của khách nhân cho ả à tu hành Yêu quỷ không chỉ có thể ăn thịt người, mê hoặc lòng người, càng là người bọn họ chúng am hiểu, bị bọn chúng mê hoặc sẽ hoàn toàn trở thành lô lệ cho chúng không hề sinh ra hai lòng. Tiêu bộ đầu hỏi, còn quỷ này vì sao sẽ mạo hiểm ở quận thành làm loạn, tra được nguyên nhân chưa? Tra được rồi, Lý Bộ gật đầu nói. 18 quỷ dưới chướng sở Giang Vương cũng không phải là cố định không thay đổi, quỷ tốt khác dưới chướng hắn, chỉ cần thực lực đủ lúc nào cũng có thể thay thế vị trí của bọn họ. Không chỉ có thế, Sở Giang Vương còn thiết lập một quy củ tàn khốc cho 18 quỷ tướng đó. Triệu Bồ Đầu nghi hoặc nói, quy củ gì? Lý Bộ tiếp tục nói, Ở trong thời gian nhất định, quỷ tướng vị trí cuối chưa có thăng cấp hồn cảnh sẽ bị coi là tế phẩm, lầu đi linh trí, hiến tế ra hồn thể của bản thân. Hậu viện Xuân Phong Các nữ quỷ ở dưới giếng kia thực lực là ác linh đỉnh phong thiếu chút nữa có thể tiến vào hồn cảnh à hấp thu dưỡng khí những người này chính là vì tăng cấp thành công thăng cấp hồn cảnh à liền miễn đi lỗi nò hiên tế Quỷ tướng ác linh đỉnh phong thực lực tuy ở trong 10 tám quỷ tướng dưới tướng sở giang vương xếp hạng ngần cuối nhưng cũng không phải là cuối cùng đầu sỏ tạo thành nước quỷ kia khi khẩn trương như thế thật ra là lý mộ trước khi hắn giết quỷ tướng kia quỷ tướng kia ở trong mười tám quỷ tướng xếp hạng cuối cùng sau khi hắn giết quỷ tướng đó nước quỷ đó liền thành một vị cuối cùng à nếu không có cố gắng cũng chỉ có bị lau đi linh trí trở thành chất dinh dưỡng của người khác có thể nghĩ ra phương pháp như vậy để khích lệ nhân viên dưới trướng sở giang vương này thật ra cũng là quỷ tài triệu bộ đầu hỏi có trả được bí mật về sở giang vương hay không chưa lý mộ lắc lắc đầu nói nếu sở giang vương thật sự có bí mật thì sợ không phải mười tám quỷ tướng này có thể biết được điều này cũng đúng triệu bộ đầu gật gật đầu nói người trực tiếp tiếp tục tra xét có tin tức lập tức về huyện nhà báo cáo. Lý mộ mặt lộ về khó xử. Triệu bộ đầu hỏi. Có chuyện gì khó xử sao? Lý mộ nói. Xuân phòng các kia tiêu phí thật sự quá đắt. Trước sau đã tiêu mười mấy lượng bạc. Ta cũng không thể ứng ra như vậy mãi. Nếu không nha môn dự thì một chút ít. Triệu bộ đầu kinh ngạc nói. Không phải người nói đủ bám một nữ tử có tiền sao? ở một tòa nhà lớn mặc quần áo cũng là chất vải tượng đẳng mà lý mộ ngẩn ra một phen cả giận nói là ai để lộ là ai truyền lời đồn Tiêu bộ đầu cười cười nói ta cũng chỉ là nghe nói mà thôi bạc này nhà môn là nên ứng ra, ta lát nữa đi phòng kho cho người lãnh Tiêu bộ đầu rời khỏi phòng trực rất nhanh lại trở về giao cho lý mộ ba mươi lượng bạc nói Bỏ mười lượng bạc này ngươi cầm trước không đủ lại đến nhà một lãnh đi. Lý mộ nhận lấy bạc thầm nghĩ hôm nay có thể xa xỉ một ven. Một lần nữa gọi hai cô nương đánh đàn. Một thổi tiêu là một cú cầm tiêu hợp mình. Dù sao có nhà môn chi trả vượt dự, vượt dự toán cũng có thể xin tiếp. Triệu bộ đầu nói xong lại lấy ra một vật đưa cho Lý mộ nói nữ quỷ ác linh đình phong thực lực không thể xem nhẹ nhớ đầu có sự tình có biến người sợ là phải chính diện xung đột với ả à. pháp bảo này người thu dùng xong lại trả về lý mộ cúi đầu đánh giá thứ ở trên tay hắn nhìn giống cái cành cây mềm mại nhẹ như không có gì hắn nhìn về phía triệu bồ đầu hỏi đây là cái gì triệu bồ đầu giải thích vật này tên là đả hồn tiên dù là do cảnh liễu ngàn năm chế thành có thể tạo thành thương tổn rất lớn đối với hồn thể nguyên thần một roi hạ xuống âm linh oán linh tầm thường sẽ trực tiếp hồn tử linh tán cho dù là ác linh chịu một roi cũng không có chịu nổi chỉ cần ngươi dùng roi này bám trụ nước quỷ đó một lát kịp thời truyền tin viện thủ của nhà môn sẽ lập tức chạy tới trong mắt của lý mộ tỏa ra ánh sáng roi này khắc chế đối với hồn thể so với bạch ất kiếm của hắn còn mạnh hơn. Sau khi dùng xong, nghĩ biện pháp xem có thể kiếm tới tay hay không đưa cho vãn vãn phòng thân cũng không tệ. Triệu bồn đầu thấy được hào khoang trong mắt hắn hò nhẹ một tiếng nói. Đây là vật của nhà môn, chỉ là cho ngươi mượn tạm, dùng xong nhớ phải trả. Lý mộ cười cười nói, Ê, hiểu 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 mà. Hắn cất đả hồn tiên đi, nghĩ nghĩ lại hỏi đồ của nhà môn nếu ở trong quá trình làm việc hỏng hoặc là đánh mất cần đền không? Nếu có thể chơi không trả tiền, Lý Mộ đương nhiên không muốn lãng phí cơ hội chọn lựa phần thường. Nhưng đáng tiếc, triệu buồn đầu vô tình nói cho hắn, đồ của nhà nước làm hỏng đánh mất đều phải bồi thường theo giá. Giá trị mỗi một món phát bảo đều không thể dùng tiền tài thực tế đi cân nhắc, nếu thế nào cũng phải đổi thành bạc Chỉ sợ ít nhất cũng cần hơn 10 ngàn lượng bạc trắng Liễu Hàm Yên tuy không thiếu một ngàn lượng bạc này Nhưng khẳng định cũng sẽ không cho phép Lý Mộ phá của như vậy Lý Mộ chỉ có thể tạm thời từ bỏ ý tưởng ăn pháp bảo này Hắn cất đã hồn tiên Vật ấy chỉ cần hắn không thức dục liền không có bất cứ ký thức nào tiết ra ngoài Cũng không sợ bị ác quỷ đó cảm ứng được xuân phong các tại điểm lý mộ đi vào lần nữa tú bà chào đón ngựa quen đường cũ nói u công tử lần này u công tử lần này có phải vẫn gọi xào xào hay không